Điện thoại toàn lưng mấy cái này không? Các bạn cứ thắc mắc vào điện thoại mình có cái gì. Xin chào các bạn vị. Thì mình có một cái topic hôm nay rất là hay. Đó là việc các bạn hay tính xem trong điện thoại có gì. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ là mình sẽ cho các bạn xem album ảnh trong điện thoại của mình. Yến kìa, sẽ có rất nhiều những cái ảnh thú vị ở trong này và mình sẽ chia sẻ là mình lưu ảnh gì ở trên máy và chụp những cái gì nhá. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là album ảnh hình nền. Mình kiếm thời gian là cái ảnh này là mình tải từ hồi 26 tháng 1 2019, lưu từ hồi con iPhone X, iPhone 8 Plus rồi. Rất nhiều hình nền, ngày xưa mình dùng một cái app tải về nhiều lắm. Kéo xuống dưới một chút qua một quãng thời gian. Không nhiều không nhỉ? Sẽ không mua iCloud. Không. Máy tao 256GB mà. Rồi đây là những cái lúc đầu mà làm OPKP ấy. Đấy mấy cái hình này ngày xưa. Các bạn nhớ mua OPKP nhá. Đây xong rồi demo ốp này, Vân chụp này. Xong rồi túi Kone này. Đây là đợt trước định làm phiên bản Doraemon này này, nhớ không? Rồi sau đó mình rất hay lưu những cái ảnh xàm xàm trên mạng như chó hư, chó đất hư, chó bả lòn, chó bả quẹt. Bây giờ bọn nào chế. Dừng lại, anh không được phép săn bắn động vật quý hiếm. Oan có cán bộ, em chỉ chụp hình sống ảo Instagram thôi, hợp lý đấy. Ok chụp đi, bữa trưa đảm bảo. Mình chuyên tải với cái xàm xàm trên mạng về các bạn. Của cả én, mình là fan của én không não nhá. Mệt quá. Trời mẹ hôm nay nước giải khát phục vụ 24/7. Trời mẹ hôm nay 30 tháng 7 rồi còn đâu. Én não phù. Ủa, mình ở cùng phòng với ông nào ấy, đang thay đồ. Quạt. Không quần ông mặc con sim, đang chuẩn bị mặc con dài vào. Hồi đấy đi đâu ấy không nhớ lắm nhưng mặt mờ quá nó không là có ảnh lắm trên mạng. Sau đó mình lại tải một đống hình nền, ok. Một trường hợp rất là phổ biến, mỗi khi mọi người mà muốn bật báo thức, đặt báo thức lên thì lại bị cái đồ treo xuống ngủ. À đây là đợt mình đi Brooklyn vào ngồi tháng 8 2019, hồi đấy là mình Galaxy Note 8 là Galaxy Note nhỉ? Galaxy Note 10 đây. Starbucks ngay cái khách sạn mình ở luôn. Rồi bộ ảnh hồi đấy mình đi có bạn Nhật ở bên Thế Giới Động này, Tân Mục Cú này, mình này. Anh Đức Nguyễn là bên tinh tế này, không có tóc nên phải đội mũ vào các bạn. Cảnh vật bên đấy lúc này trông rất là đẹp đẽ, tuyệt vời luôn. Đó, xong lại quả anh này trí nó chịu được. Tú quạt. Tú khi bị quạt võ. Trà xà tắc. À cái này là sai chính tả của thằng Khôi. Trà xà tắc xà trà gay. Ốc nuộc, tiết nuộc, trứng cút nộn, lem chua rán, cháo chai. Cái này là quán của thằng Khôi. Thịt kho tàu, mua 02 tặng 0. Cười. Thế mỗi khi mình xem điện thoại của mình nó rất nhiều kiểu. Cái gì đấy? Đánh răng. Sao lại có những cái ảnh kiểu này nhỉ? Hồi đang nổi trend dần dần. Hạc lấy tao bảo cho. Còn đây, mỗi lần ngồi sau xe cho bạn tôi cầm lái. Đang dỗ những người yêu rồi nắm tay sướng rồi cái vấn đề gì được. Tại sao mình lại lưu mấy cái này kiểu chỉ để chờ để mà gửi vào group á, chat với bạn. Điện thoại toàn lưng mấy cái này không, các bạn cứ thắc mắc vào điện thoại mình có cái gì. Vâng, hôm nay mình cho các bạn xem. À đây là ảnh em Linh đấy, một ảnh hiếm hoi em Linh rất là xinh. Đây là đám cưới thằng bạn mình, thằng Quang, cũng làm chủ con nê các bạn. Đây, mình cùng với vợ mình lên trao nhẫn cho hai vợ chồng nhà này. Vợ nó xinh. Đây là hồi mình chụp với Virus so ảnh ngày xưa này. Mình với Virus hồi đấy là lần đầu tiên hai thằng Lý Đức với nhau các bạn nhìn này. Virus ngày xưa bây giờ khát đéo luôn nhỉ. À trắng hơn nhờ app. Với lại Virus làm răng đẹp hơn. Mình thì không làm gì ngoài làm việc cả. Nên ra bây giờ mình vẫn nghèo, Virus giàu vãi. Đây là hồi đi đá bóng. Không nghĩ bị chuột rút. Hình nền. Rồi mua đồ chơi, chứng minh thư của em Ánh, chứng minh thư thằng Kiên, chứng minh thư của thằng Đăng. Như vào làm gì? Ta chụp lại để có cơ hội mà trôn làm gì. Đố biết ai đấy? Đăng ơi! Đây là cái ảnh hồi đấy là đi bán Renault mua 1 tặng 1 nè. Đây là thằng Phong nó đang đòi bắt tay với ai đấy? À bắt tay với Đăng ạ. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy cái cảnh này là người yêu Đăng đang thách đấu tất cả những... anh em ở văn phòng hôm đấy là đấu với người yêu Đăng và bị người yêu Đăng đánh gục luôn.
Ờ, thế anh này các kiểu này uống rượu với là người yêu đang bị đánh cho SML đấy luôn này. Tức là đang đắng, đang nở. Ừ. Đây anh em từ đây cho xem rất nhiều kỹ. À! Đi đâu Kiên? Kiên hết left the chat. Cái gì đây? Kiên hết left the chat. Nhìn trông kìa. Rồi thằng Phong đang dạy thằng cháu mình là làm nào để xây Zolo ấy. À, đây là cái ảnh mà bọn mình quay từ ngày 12 tháng 1 mà bây giờ đến tháng 7 video này vẫn chưa lên. Mở hộp mới có siêu nhân Gao mạ vàng. Đen gì? Nửa năm rồi chưa lên. Đây là mừng sinh nhật của cô Nê nha các bạn. Đấy. Đây là chụp với lại em Linh ở Xế Cưng. Đây là Linh ở Mê Xe. Đúng là khác biệt giữa Linh Xế Cưng và Linh Mê Xe ha. À, đây là Linh Mê Xe. Linh Xế Cưng là thế này cơ mà. Bảo sao kênh khác bọt đấy. Đây là mình và em Mai Phương. Mình đẹp trai phải. Đây là biệt đội thu nợ thuê nha các bạn. Các bạn nhìn Phong. Phong nhìn phân vờ lờ luôn. Phong được đấy. Còn đây là mỗi khi mà mình buồn. Người ta xem thêm ảnh này. Đây là mùa hè năm đấy thì thằng đây là góc nào nhỉ? Cái này giống Văn Miếu. Nhìn có mèo hãng quạt. Vào nồi ngay. Hy vọng Tết năm nay Đồ Nhi không làm sư vụ thất vọng như năm ngoái. Ảnh này đợt Tết 23 tháng 1 này. Ôi là thua. Đây là ảnh Tết này. Đấy. Nhìn thấy táo này. Hồi đấy meme nổi nhất cái này. Năm ngoái đi xin chữ này này. Đây là đi ăn với đám bạn. Và đây em ở giữa này là chính thức lấy chồng ngày hôm qua. Đây là hồi đi team building. Linh Đan. Đây là khởi hành đây. Đấy, các bạn nhìn thấy tổ đội đây. Ủa, ai đây Kiên, ai đây Kiên? Trong Z đi. Ơ Kiên lại đi rồi, Kiên hết left the chat. Kiên cứ đến cái ảnh là sẽ left the chat nhá, láo thật. Đây, xong rồi chụp tập thể này. Nhưng đấy, nhìn thằng Táo, nhìn thằng Táo, thằng cháu mình có quả ảnh chất không các bạn? Đây, đang với Tú hồi đang yêu nhau đây này, mặc chung một cái áo, các bạn thấy không? Đấy. Hai thằng mặt tròn vãi đái ạ. Đây là Tú khi mà kiểu là học biết chữ. Một ảnh khác. Hải hùng chó thả rông không rõ mõm người công cộng. Cái này là thời bắt đầu Covid bắt đầu bùng nổ này. Hôm 9 tháng 2 này. Ảnh mấy con cá sấu đeo khẩu trang này. Ra Tết là bắt đầu. Bác sĩ bơi lên cân dùng tôi. Cân hiện bộ chữ béo ú. Đấy, chó nằm khẩu trang này. Thật là hồi đấy là mình đi San Fran. Ở đâu? Ở đúng. Hồi đấy Covid xong mình đi San Fran. Hồi đấy mình đi Galaxy S20 Ultra này. Hồi đấy đi Transit ở Hồng Kông sợ vãi. Được ăn hàu này. Đấy, rất nhiều loại hàu, vân vân và vân, nhiều ảnh ở Mỹ lắm. Hồi đấy chưa khủng khiếp lắm. Đấy, chó bị gô cổ này. Rồi, như vậy là trong video lần này thì mình đã chia sẻ các bạn 11 nửa cái album ảnh của mình đang có. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy comment ở bên dưới, mình sẽ làm tiếp phần 2. Cho các bạn xem nốt phần album ảnh còn lại trong máy mình sẽ có gì. Mình nghĩ còn rất nhiều thú vị lắm, dài lắm mọi người. Dài cực kỳ luôn, còn rất nhiều meme và những cái cảnh khác nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.